Chào mọi người nhé. Này mình có cái đơn hàng này. Đây. Đây là 241.000. Đấy. Trong này là các bạn xem có gì không nhé. Tiền con cái bịch gà là 220 thôi, thì ship 20.000. Đây em có một cái bịch gà đây, lắp vào bật luôn cho mấy bạn xem. Mình mua không mua cái mà được nó bè lên bè xuống ấy, theo mình biết mình dùng nhiều thứ rồi thì mình biết ấy, là càng nhiều chi tiết tiền sẽ càng dễ hư, cái nào càng ít chi tiết thì càng ít chi đơn giản thế thôi. Không mua cái có đánh lửa luôn, thì dùng bật lửa bật thôi. Mình sẽ vặn vào cái này trước. Có những shop sẽ bán rẻ hơn, tầm 170.000 thôi, nhưng mà sẽ cái đầu chuyển này phải mua riêng, mua cái đầu chuyển cùng 70.000 thì ship 70.000 nữa thì cũng giống nhau à. Cái này là thế hệ mới nhé, có cái cảnh bật lên chỗ góc này, này bật ra thế này thì nó sẽ yếu và sẽ dễ hư. Mình nghiên cứu rồi, mấy cái đồ này mình cũng thấy tò mò lắm. Để mà nhầu mà ăn lẩu khỏi bàn luôn. Xem trên mạng vận đơn ấy, nó về đến Đồng Hới rồi, về đến chỗ mình rồi, nhưng mà không sáng chủ nhật Hồi giáo hơi muộn, thành ra tâm mình chơi đến 9 giờ rồi mà vẫn chưa được giáo rồi, nên là mình đi ra ngoài. Nhưng đi ra ngoài thì cũng gia đình đi chơi thì thường thì để bằng lửa củi, nhưng hôm nay đi được nửa đường là mưa là phải ghé mua cái bếp ga mini, mua cái bếp ga mini hết 200.000 giờ buồn nhá. Mình đi đến nơi chỗ chơi ấy, thì nhân viên giao hàng gọi là giao cái này hoài quá, mình phải mua cái khác, mua cái bếp vuông ấy, để lúc nào mình sẽ làm thì tôi định so sánh là
cái bếp đó với cái bếp này nấu 1 lít nước thì cái nào nhanh sôi hơn thì cho các bạn xem, bật mà công suất giống nhau. Các bạn đón xem clip sau nhé, quay sơ sơ về thôi.